Thưa quý vị, thông qua các bài viết, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã truyền đi thông điệp về nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đặc biệt là những bài viết của đồng chí Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng tiêu cực, về đường lối đổi mới đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Thông qua những hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy tổ chức học tập quán triệt, một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều được các cán bộ đảng viên rất quan tâm theo dõi. Mọi người đều xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung cốt lõi cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong nhân dân về chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua nghiên cứu học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì trước hết là cá nhân tôi thì cũng là rất tự hào về cái đường lối lãnh đạo của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh và cũng như trong giai đoạn đổi mới đất nước hiện nay. Thì chúng tôi cũng càng ngày càng tin tưởng hơn vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Thì đối với địa phương chúng tôi, gốc mà vững thì có nghĩa là về nguyên tắc của Đảng chúng ta không thể xa rời được, mà thân chắc thì chúng ta sẽ phải kiên định hơn về các cái mục tiêu lý tưởng của Đảng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo mọi việc, và nhất là cái công tác cán bộ, mà trong cái thời gian tới là chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ để làm sao thực hiện nhiệm vụ cho tốt. Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, Hội Cựu chiến binh tỉnh đều lồng ghép một số nội dung căn bản trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là những vấn đề về đường lối đối ngoại, phòng chống tham nhũng. Đây luôn là những nội dung có tính thời sự được cán bộ đảng viên và nhân dân rất quan tâm. Theo đúng quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư là làm kiên quyết, kiên trì, làm lâu dài, làm không có vùng cấm, thì cái này là nó tạo được cái dư luận rất đồng tình ủng hộ cao trong quần chúng nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư nói phát huy sức mạnh tổng hợp, thì sức mạnh tổng hợp đây là của tất cả cái hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân, thì trong đó là làm sao như đồng chí Tổng Bí thư nói là trên dưới đồng lòng, dọc ngang phải thông suốt. Thì có như thế thì cuộc chiến chống tham nhũng này thì mình tiếp tục thu được những hiệu quả tốt hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho biết, các bài viết của Tổng Bí thư không nhìn lịch sử chỉ bằng màu hồng mà thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, những khó khăn thách thức sắp tới mà Đảng ta và sự nghiệp cách mạng phải đối diện, thể hiện góc nhìn khách quan, toàn diện và biện chứng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cái tác phẩm trình bày về xây dựng Đảng, tức là xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Mà hiện nay ta đang tập trung xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo nghị quyết Trung ương 4 của khóa 11, khóa 12, khóa 13 và đặc biệt là theo nghị quyết của Đại hội 13. Những cái nội dung căn cốt nhất trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay thì tập trung vào 4 vấn đề đấy. Xây dựng chỉnh đốn Đảng về chính trị, về tư tưởng lý luận, về đạo đức và về tổ chức cán bộ. Và nếu Đảng được xây dựng theo cái hướng như vậy và cũng là quán triệt tư tưởng của Bác Hồ về xây dựng Đảng đấy, thì có thể nói vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng sẽ được khẳng định tốt hơn và mang lại hiệu quả thiết thực hơn cho sự phát triển đất nước. Các nội dung của bài viết của đồng chí Tổng Bí thư rất quan trọng mà toàn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có tỉnh Hưng Yên, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong bối cảnh hiện nay. Mỗi tổ chức đảng, từng cán bộ đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác trong nghiên cứu học tập nghị quyết, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng gắn với chức năng nhiệm vụ của mình để hoàn thành các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 đã đề ra.